nghệ sĩ Vũ Linh được các fan cổ vũ tặng hoa tài xuất sau 3 năm điều trị bỏ bệnh. Vũ Linh là một trong những khách mời được khán giả trông chờ ở show Kiếp Cầm Ca của Hồng Nga, xuất hiện giữa chương trình, nghệ sĩ xúc động cùi chào khán giả vì đã lâu không tái xuất sàn diễn. Vũ Linh nói, 3 năm nay không đi hát, với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Khi Vũ Linh cất giọng với tiết mục Phòng Cổ Buồn, nhạc phẩm ông từng ghi dấu ấn nhiều người hâm mộ, phải xuất xoa bởi nghệ sĩ vẫn giữ vững phong độ ca hát. Ở bài hát Tân Cô Hàn Mặc Tử, Vũ Linh thể hiện kỹ thuật ca với cổ dài, lấy được nhiều khán giả vỗ tay. Nhạc phẩm là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Vũ Linh khi hát về nỗi buồn cô đơn của thi nhân một thời Hàn Mặc Tử ơi. Đêm nay người có âm thầm, nghe trong vỡ, để hồn tan theo xác là xa cành. Gia Bảo, đạo diễn chương trình cho biết Vũ Linh nhận lời hát cho show vì quý tình đồng nghiệp hàng chục năm với Hồng Nga. Trước đó ông được các nghệ sĩ mời, trong đó có đàn em thân thiết Thanh Hằng, song bác sĩ không cho phép vì sức khỏe chưa đảm bảo. Ngoài bệnh đường ruột nhiều năm trước, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cuộc sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Từ năm 2016, ông ngừng ca hát để điều trị bỏ bệnh. Vũ Linh tài xuất trong gia đình nghèo. Việc học hành gian dở, năm 13 tuổi, gia đình cho ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học với thầy Văn Vĩ, năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Âu Hoa thế hệ lưu diễn ở các tỉnh. Sau một thời gian, ông về hát cho Gánh Hoa Anh Đào Kim Trường, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trường Ảnh Loan nhận làm đệ tử. Sau này ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tư, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ. Năm 1981, ông trở về thành phố. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, ông cộng tác với nhà hát cạnh lưng Trần Hữu Trang. Từ đây Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm bôn ba đoàn tình. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh trở thành đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã được đông đảo khán giả ngưỡng mộ vì lời ca diễn lẫn diễn xuất hòa quyện. Họ cùng nhau ghi dấu ấn trong các vở Bàng Quý Phi, Trạm Trình Ân, Thần Nữ Dừng Ngũ Đình Kỳ, Thái Tử Đan Dạ Gái. Khi tham gia Mưa Bụi, chương trình ca nhạc video ăn khách một thời, đôi song Linh mở rộng thêm thị phần nhiều biểu diễn, thu hút nhiều khán giả trẻ đến với cạnh lương qua các ca khúc như Chuyện Tình Ngưu Lang Trước Nữ, Hoa Học Trò, Mưa Ngâu, v.v. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.